đã quay trở lại với Origami cùng Paper Art Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về các loại hình cơ bản trong bộ môn nghệ thuật Origami. Để tạo ra một mẫu Origami được chia làm hai công đoạn. Công đoạn thứ nhất chính là gấp khung dựa vào các hình cơ bản. Từ bộ khung này chúng ta có công đoạn thứ hai là gấp các chi tiết. Các loại hình cơ bản truyền thống là những bộ khung rất đơn giản, chỉ gồm vài bước gấp và được người chơi Origami đúc kết qua quá trình theo dõi sự phát triển của bộ môn nghệ thuật này. Họ nhận ra rằng có nhiều mẫu được hình thành từ cùng một thế gấp khác nhau. Ví dụ như nhiều mẫu chi được sáng tác từ bộ khung của mẫu hạt truyền thống hay từ một hình mà họ gọi đó là hình cơ bản cá. Họ không chỉ gấp được những con cá mà họ còn có thể gấp được nhiều loài động vật thú vị khác. Từ những quan sát như vậy, họ đã tổng hợp được 10 hình cơ bản khác nhau và được gọi là các hình cơ bản truyền thống. Nhưng trong đó có 6 loại hình cơ bản mà chúng ta thường xuyên sử dụng, đó chính là hình cơ bản cá, hình cơ bản thủy lôi, cơ bản vuông, hình cơ bản trong trống, cơ bản chim hạc và hình cơ bản ếch. Hôm nay Paper Art Channel sẽ giới thiệu đến các bạn cách gấp chim hạc theo loại hình cơ bản nhưng được biến hóa với bộ đuôi vô cùng đặc biệt.